Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe chỉ thị về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Căn cứ chỉ thị số 10 ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Căn cứ quyết định số 583 ngày 8 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, công tác tham mưu của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và sự phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan, ban ngành trong huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân, đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao, đáp ứng được với yêu cầu đề ra. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đúng đủ chỉ tiêu, Ủy ban nhân dân tỉnh giao 80 công dân, đảm bảo chất lượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị. 1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn cấp trên về việc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 tuyệt đối không để xã trắng. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Thông tư số 148 ngày 4 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng. Thông tư liên tịch số 50/2016 ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thông tư liên tịch số 16/2016 ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế quy định về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Tuyển chọn đúng đối tượng, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, thời gian, an toàn và tiết kiệm. Tuyển người nào, chắc người đó. Thực hiện tốt phương châm 3 gặp, 4 biết. 3. Thời gian tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức tuyển chọn, hiệp đồng, chốt quân số với đơn vị nhận xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Phát lệnh gọi nhập ngũ trước ngày giao quân ít nhất 20 ngày. 4. Nhiệm vụ của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 4.1. Nhiệm vụ của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện. Tăng cường công tác chỉ đạo, nắm tình hình, tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện chặt chẽ các bước từ sơ tuyển, khám tuyển, xét tuyển lập hồ sơ, thâm nhập chốt quân số. Phát lệnh đúng quy định, quản lý chặt chẽ công dân chuẩn bị nhập ngũ, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, đúng nghi thức, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo chỉ tiêu trên giao. 4.2. Ủy ban nhân dân và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, hoàn thiện lý lịch, hồ sơ, thực hiện chủ trương tuyển quân tròn khâu, theo phương châm tuyển người nào chắc người đó. Tổ chức thăm hỏi, động viên công dân, gia đình, người thân, quản lý chặt chẽ công dân chuẩn bị nhập ngũ, không để xảy ra mất an toàn, tổ chức giao quân đúng, đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, thời gian. Lưu ý, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khi thực hiện công tác tuyển công dân nhập ngũ, cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhận được chỉ thị này, đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng Nguyễn Hữu Hiệp đã ký. Ngày 23 tháng 12, lãnh đạo huyện Mường Ảng đã tổ chức chúc mừng Giáng sinh tại điểm nhóm Tin Lành, bản Hủy Tròn và bản Bú Tiểu, xã Ảng Tờ. Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo huyện Mường Ảng đã tặng quà và gửi lời chúc mừng tới ban đại diện điểm nhóm, hội thánh Tin Lành và các tín đồ có một Giáng sinh an lành, hạnh phúc, ngập tràn niềm vui. Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước với tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, vận động giáo dân xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đảng bộ huyện đề ra. Đồng thời khẳng định, cấp ủy chính quyền các cấp sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào tôn giáo phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần nâng cao đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc tôn giáo. Thưa quý vị và các bạn, dự án công trình hồ chứa nước Ảng Cang được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt tại quyết định số 1852 ngày 13 tháng 10 năm 2009 và phê duyệt điều chỉnh dự án tại quyết định số 1298 ngày 25 tháng 10 năm 2016 với tổng mức đầu tư 341 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2009 đến năm 2020.
Đây là hồ chứa có dung tích lớn nhất trên địa bàn huyện Mường Ảng và thuộc nhóm hồ có dung tích khá trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Hồ chứa nước Ảng Cang được thiết kế quy mô hồ cấp 4, dung tích trên 4,4 triệu mét khối. Khi hoàn thành, đảm bảo cấp nước tưới chủ động cho 400 ha lúa của xã Ảng Cang, cấp nước tưới chủ động cho khoảng 1.000 ha cà phê trên địa bàn các xã Ảng Nưa, Ảng Tờ, Ảng Cang và thị trấn Mường Ảng. Hồ chứa nước Ảng Cang còn đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người. Sau gần chục năm vướng mắc do thiếu vốn, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban dân tỉnh, sự vào cuộc trách nhiệm của lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban dân huyện Mường Ảng, đến nay tiến độ thi công hồ Ảng Cang đang được đẩy nhanh. Sáng ngày 4 tháng 12 vừa qua, Ủy ban dân huyện Mường Ảng đã tổ chức phát lệnh chặn dòng hồ chứa nước Ảng Cang. Đến ngày 13 tháng 12, công trình chính thức xả nước hồ chứa trên kênh dẫn xuống vùng hạ lưu để phục vụ nhân dân sản xuất vụ đông xuân và đảm bảo an toàn cho tuyến đê quai ngăn nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu tiếp tục thi công đắp đập chính. Dự kiến đến trước ngày 15 tháng 5 năm 2021 sẽ hoàn thành đắp đập và các hạng mục còn lại của công trình. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh. Đối với công trình hồ chứa nước Ảng Cang cũng là một công trình trọng điểm của huyện và cũng có ý nghĩa chính trị rất lớn. Sau nhiều năm vướng mắc, chậm tiến độ thi công thì đã được Ban Thường vụ ủy tập trung xác định và lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, chỉ đạo các đơn vị có liên quan là tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến về thi công công trình. Và cho đến ngày 4 tháng 12 năm 2020 thì công trình chính thức được chặn dòng. Và sau 9 ngày phát lệnh chặn dòng thì đến ngày 13 tháng 12 năm 2020 thì chính thức xả nước vào kênh để dẫn xuống vùng hạ lưu phục vụ nhân dân sản xuất vụ đông xuân và phục vụ cho công tác đắp đập. Theo tiến độ chung thì đến ngày 15 tháng 5 năm 2021 thì công trình sẽ hoàn thành các hạng mục và chính thức đưa công trình vào phục vụ cái nhiệm vụ phát triển sản xuất, thế rồi nữa là phục vụ cái công tác du lịch lâu dài trên địa bàn huyện. Với quyết tâm chính trị cao ấy, thì trong thời gian tới thì huyện sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn huyện để kịp thời đưa các công trình này vào sử dụng nhằm phục vụ tốt cái nhiệm vụ phát triển chung của huyện cũng như tạo được niềm tin của nhân dân đối với các dự án trên địa bàn huyện. Tại hội nghị Trung ương 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định triệu tập Đại hội 13 từ ngày 25 tháng 1 năm 2021 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Trong phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Trung ương thống nhất cao với các tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến chương trình, nội dung Đại hội 13, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội và khẳng định tinh thần chung là phải phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu dự đại hội. Đồng thời phải thực hiện nghiêm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trách nhiệm của cá nhân mỗi đại biểu, đặc biệt là vai trò nêu gương của các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và các đồng chí trưởng đoàn. Về giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến một cách thẳng thắn, xây dựng tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong năm 2020, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho cả năm 2020 cũng như toàn nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng. Tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thời gian qua, huyện Mường Ảng đã tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, tiếp tục triển khai thực hiện việc giao đất, giao rừng,
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023, rà soát, tổng hợp, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả quỹ đất công ích, đất 5% tại các xã, thị trấn. Triển khai đấu giá đất đối với một số vị trí có khả năng sinh lời cao. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý khai thác khoáng sản, gắn với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường, tổ chức vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường sống, tập trung kiểm tra, rà soát, xác minh, phát hiện và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm luật đất đai trên địa bàn huyện. Trong năm 2020, huyện thực hiện cấp được 500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm trên địa bàn ước đạt 666 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch giao. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cơ bản trên địa bàn, huyện đã tăng cường công tác kiểm tra chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, duy trì ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu. Quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc, các trạm thu phát sóng thông tin di động, nâng cấp hệ thống đường truyền Internet tốc độ cao. Phát triển dịch vụ Internet đến các bản, các điểm trường vùng sâu, vùng xa, đảm bảo duy trì thông suốt liên lạc. Bước đầu thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch, hình thành một số điểm du lịch, điểm dừng chân ngắm cảnh thu hút khách du lịch trong và ngoài huyện. Thường xuyên kịp thời duy tu bảo dưỡng các tuyến đường liên xã, liên bản, đảm bảo an toàn giao thông vận tải đến trung tâm các xã được thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân. Xác định công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Những năm qua, huyện đoàn Mường Ảng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, mở rộng đối tượng trong công tác bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên ưu tú nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho đảng. Để tăng cường công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt là khu vực nông thôn, huyện đoàn Mường Ảng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn xây dựng và đề ra chỉ tiêu phát triển đảng cho từng năm. Qua đó, các cơ sở đoàn đã xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển đảng, chủ động tham mưu, đề xuất các cấp ủy đảng, thực hiện quy hoạch tạo nguồn kết nạp đảng, chú trọng phát triển đảng viên trong thanh niên khu vực nông thôn. Cùng với đó, Ban Thường vụ huyện đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động của đoàn như phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua các hoạt động, phong trào thực tiễn lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú, những hạt nhân nòng cốt trong tổ chức đoàn cho tổ chức đảng xem xét kết nạp. Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, trong năm, toàn huyện đã giới thiệu gần 270 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét cử đi học bồi dưỡng nhận thức về đảng. Trong đó, trên 110 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng. Nhiều đoàn viên sau khi được kết nạp vào đảng đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 25 tháng 12, chi bộ trường tiểu học Mường Lạn đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho một quần chúng ưu tú. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới. Tại buổi lễ, đồng chí bí thư chi bộ đã trao quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng. Đồng chí được kết nạp lần này là người gương mẫu trong công việc, kiên trì phấn đấu và tu dưỡng rèn luyện theo lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, của Bác Hồ và tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, được chi bộ và đồng nghiệp tín nhiệm cao. Sau khi nhận quyết định, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đảng viên mới tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đóng góp sức mình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường. Sáng ngày 25 tháng 12, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Ảng tổ chức hội nghị đầu bờ tham quan mô hình dự án liên kết sản xuất trong trồng và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả giai đoạn 2018-2020. Mô hình được triển khai thực hiện tại 6 xã của huyện Mường Ảng với diện tích 45 ha. Qua theo dõi cho thấy việc phát triển các loại cây ăn quả có múi rất có triển vọng, phù hợp với khí hậu, điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất của người dân trên địa bàn huyện. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Mường Ảng đã có diện tích canh tác cây ăn quả trên 327 ha. Trong đó, nhà nước đầu tư hỗ trợ thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị 257 ha, doanh nghiệp thực hiện 70 ha. Do đó, trong thời gian tới, để tiếp tục phát triển, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã, các hộ dân tham gia mô hình
tiếp tục quản lý, chăm sóc, bảo vệ tốt cây trồng, tiến tới chuẩn bị cho việc liên kết tiêu thụ sản phẩm. Kết quả của mô hình sẽ làm cơ sở để nhân ra diện rộng, đồng thời tuyên truyền, vận động đến bà con nông dân trong huyện có thêm một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và hạn chế tình trạng bỏ vụ, góp phần sử dụng đất có hiệu quả và tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Ảng về bình đẳng giới đã có nhiều thay đổi tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân triển khai hiệu quả các quy định về bình đẳng giới trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương. Nhiều chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ được ban hành, ưu tiên đối với phụ nữ. Hiện nay, đội ngũ cán bộ nữ toàn huyện thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, trình độ quản lý. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các hội đoàn thể còn đẩy mạnh khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ phụ nữ gặp khó khăn, thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Thông qua các nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, đồng thời duy trì hoạt động của tổ phụ nữ không có người sinh con thứ ba, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở 100% cơ sở hội phụ nữ. Nhờ đó, nhận thức của người dân đã có chuyển biến tích cực. Nam giới đã tự giác làm việc nhà, chăm sóc con cái, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020, thời gian qua, huyện Mường Ảng đã không ngừng quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nguồn nhân lực. Từ đó, không chỉ đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, mà còn góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Xác định việc xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế là điều kiện giúp cho y tế tuyến cơ sở phát triển toàn diện, triển khai tốt các chương trình, dự án quốc gia về y tế, tăng cường phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Do vậy, hàng năm, huyện đã không ngừng quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế cho các trạm. Cùng với đó, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ tuyến cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 8 trên 10 trạm y tế xã thị trấn có bác sĩ. 2 trạm y tế còn lại là thị trấn và Búng Lao đang được Trung tâm Y tế huyện tăng cường cán bộ là bác sĩ xuống hỗ trợ, theo đề án 1816. Sau nhiều năm thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay huyện Mường Ảng đã có 9 trên 10 xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Mạng lưới y tế cơ sở, hoạt động của các trạm y tế được phát triển về mọi mặt. Người dân từng bước được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng cao ngay tại cơ sở. Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đó, thời gian tới sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện bộ tiêu chí, quan tâm đầu tư các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ để nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân từ tuyến cơ sở, giảm áp lực cho các đơn vị y tế tuyến trên. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, huyện Mường Ảng đã chỉ đạo các xã, nhất là những địa bàn trọng điểm như xã Mường Đăng, Ngối Cái, thực hiện tốt các biện pháp quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Hiện nay, huyện Mường Ảng có 13.381 ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên có hơn 12.600 ha, rừng trồng 712 ha và 1.368 ha rừng trồng từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. Độ che phủ rừng toàn huyện đạt trên 31%. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tài nguyên rừng, bước vào đầu mùa khô năm nay, huyện Mường Ảng đã đề ra nhiều biện pháp bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Trong đó tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các chủ rừng và nhân dân tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng như chủ động xây dựng các phương án phòng chống cháy rừng, củng cố kiện toàn ban chỉ đạo các cấp về phòng cháy chữa cháy rừng tại 10 trên 10 xã thị trấn. Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong ban chỉ đạo, ủy ban nhân dân các xã và các chủ rừng trong công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Đẩy mạnh tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân. Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại các khu rừng trọng điểm, đôn đốc nhắc nhở các địa phương, người dân và các chủ rừng tích cực triển khai thực hiện quy ước phòng chống cháy rừng, tiến hành tổ chức ký cam kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giữa chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn với chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, giữa các trưởng bản, tổ dân phố với chủ tịch ủy ban nhân dân xã thị trấn. Ông Nguyễn Hồng Thanh, hạt phó hạt kiểm lâm huyện Mường Ảng cho biết, hạt kiểm lâm huyện luôn xác định công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Do đó, từ đầu năm đến nay, hạt đã tăng cường cán bộ kiểm lâm địa bàn tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các tình trạng khai thác tài nguyên rừng, phá rừng, lấn chiếm rừng.
chỉ đạo các chủ rừng thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tuyên truyền hướng dẫn bà con phát đốt nương đúng quy trình kỹ thuật, tổ chức phát dọn thực bì, phát đường băng cản lửa tại những vị trí giáp ranh của các khu rừng. Bên cạnh đó, xác định rõ các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, giám sát chặt chẽ các hoạt động đốt dọn thực bì để làm nương và các hoạt động có sử dụng lửa ở trong rừng và gần rừng, phát hiện sớm các điểm cháy rừng và chỉ đạo quyết liệt huy động lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ. Không những chủ động trong việc hướng dẫn các chủ rừng xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng phương án huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng trên từng địa bàn, chuẩn bị phương tiện, công cụ sẵn sàng ứng cứu cho các đơn vị khi có cháy rừng xảy ra, không để cháy rừng xảy ra trên diện rộng, huyện Mường Ảng còn đẩy mạnh công tác phối hợp giữa lực lượng trên địa bàn, có các phương án đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị, hậu cần thường trực tại địa phương để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp xảy ra phá rừng và cháy rừng. Chỉ đạo thực hiện quản lý tốt diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng, rừng khoanh nuôi tái sinh, thực hiện trồng rừng theo kế hoạch đảm bảo đúng mùa vụ và đặc tính sinh học của các loại cây. Kịp thời thực hiện các chính sách chế độ cho người dân khoanh nuôi tái sinh, quản lý bảo vệ, chăm sóc và trồng rừng. Thưa quý thính giả, muốn kinh tế, văn hóa xã hội phát triển thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là giữ vững sự ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân rộng khắp. Xác định được vấn đề trên, trong những năm qua, xã Mường Lạn luôn đẩy mạnh triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn. Xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, bám nắm địa bàn và phát huy vai trò của già làng, trưởng dòng họ trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Lực lượng công an xã tăng cường cử cán bộ xuống các bản tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và vận động các hộ dân trên địa bàn ký cam kết không vi phạm pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, công an xã thường xuyên phối hợp với lực lượng dân quân tuần tra kiểm soát địa bàn, nhất là các bản có vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Qua đó, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự. Những ngày này, tại các xã trên địa bàn huyện Mường Ảng nói chung và xã Xuân Lao nói riêng, nhiệt độ trung bình xuống thấp, có nơi xuống dưới 15 độ C, gây ra tình trạng rét đậm, rét hại. Để phòng chống đói rét cho đàn gia súc, bà con nhân dân trên địa bàn xã đã chủ động các biện pháp bảo vệ tốt nhất cho đàn gia súc. Toàn xã Xuân Lao hiện có tổng số trên 4.500 con gia súc. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra đối với đàn vật nuôi, với phương châm tích cực, chủ động, xã đã cụ thể các phương án phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, đồng thời thực hiện các biện pháp dự trữ thức ăn như bổ sung thức ăn tinh như cám gạo, bột ngô để đảm bảo sức đề kháng cho đàn gia súc trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong những ngày tới, thời tiết sẽ tiếp tục xuất hiện thêm các đợt rét đậm, rét hại mới. Do đó, mỗi địa phương cần quyết liệt hơn và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc, đặc biệt là nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng hộ gia đình trong việc chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, góp phần đảm bảo sức kéo phục vụ cho sản xuất, duy trì phát triển ổn định đàn gia súc trên địa bàn. Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết góp phần giữ gìn bảo tồn văn hóa dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn có nhiều dân tộc cùng chung sống, mỗi dân tộc có những nét đặc trưng văn hóa riêng. Do vậy, thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Hàng năm, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, ủy ban nhân dân các xã thị trấn, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn đến nhân dân cũng như du khách trong ngoài huyện. Đồng thời, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, toàn huyện đã treo hàng trăm lượt băng rôn, tổ chức nhiều lượt xe tuyên truyền lưu động, xây dựng các tin bài phát trên hệ thống truyền thanh huyện, đài phát thanh truyền hình tỉnh, báo Điện Biên Phủ. Xác định công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc. Thời gian qua, huyện Mường Ảng đã phục dựng một số lễ hội, lễ Tết truyền thống trên địa bàn như lễ hội Cha Hạt, dân tộc Khơ Mú, Tết Nào Pê Chầu, dân tộc Mông. Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức bảo tồn Tết Nào Pê Chầu tại 4 bản thuộc các xã Ảng Cang, Xuân Lao, Lậm Lịch, Ngối Cái. Đồng thời, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, lựa chọn địa điểm, thu thập tài liệu và lập hồ sơ, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 2 di sản văn hóa phi vật thể, trình diễn nghệ thuật múa Khơ Mú, trình diễn khèn Mông.
Hiện nay, huyện có 2 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Ông Lý A Lệnh ở bản Chan 2, xã Mường Đăng là một trong 2 nghệ nhân ưu tú của huyện Mường Ảng. Không chỉ biết thổi khen, múa khen, mà ông Lệnh còn tự chế tác được cây khen Mông cổ truyền. Ông Lệnh chia sẻ, với người Mông chúng tôi, cây khen không chỉ là nhạc cụ truyền thống độc đáo mà còn là một vật thiêng liêng. Do vậy, bản thân tôi không chỉ nỗ lực để lưu giữ mà còn cố gắng phát huy những giá trị, bản sắc của cây khen này trong đời sống người Mông. Để bảo tồn phát huy văn hóa các dân tộc, huyện tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc của huyện định kỳ 2 năm một lần, với các hoạt động văn hóa thể thao truyền thống như giao lưu văn nghệ, trình diễn múa khen Mông, dã bánh dày, đánh tù lu, tung còn, bắn nỏ, kéo co, thi và giới thiệu ẩm thực. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo mở các lớp dạy tiếng Thái. Thông qua hoạt động dạy và học tiếng Thái đã giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Thái và chữ Thái, từ đó hiểu rõ hơn về văn hóa dân tộc mình. Cùng với đó, để tổ chức phục dựng, phát huy các lễ hội truyền thống, huyện Mường Ảng đã đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nhà văn hóa để bà con sinh hoạt. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí bảo tồn và phát triển một số loại hình dân ca, dân vũ, nhạc cụ, lễ hội và trò chơi dân gian, ẩm thực truyền thống. Nhằm đánh giá công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Ảng, cuối tháng 8 vừa qua, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát kết quả thực hiện nghị quyết số 24 về đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh gắn với phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Sau khi đi thực tế tại cơ sở, cũng như nghe Ủy ban Nhân dân huyện báo cáo, đoàn giám sát ghi nhận đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghị quyết số 24 của huyện Mường Ảng, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, làm công tác văn hóa, phát huy giá trị, thực hiện tốt việc bảo tồn văn hóa vật thể, phi vật thể, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thần cho nhân dân. Xác định phát triển giao thông nông thôn có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, huyện Mường Ảng đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là phát huy được sức dân để mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn. Mới đây, thực hiện chủ trương của xã Búng Lao về việc làm đường đi và khu sản xuất của xã. Theo khảo sát, thiết kế con đường gần 1,5 km sẽ đi qua hai bản Xuân Tre 1 và Xuân Tre 2. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc đi lại, phải mở đường rộng khoảng 5 mét, do đó sẽ ảnh hưởng đến diện tích đất của hơn 10 hộ thuộc hai bản Xuân Tre 1 và Xuân Tre 2. Cấp ủy chính quyền xã đã tổ chức họp những hộ liên quan để vận động hiến đất làm đường. Quá trình vận động diễn ra thuận lợi bởi người dân hiểu được chủ trương đúng đắn của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như lợi ích mà con đường mang lại. Anh Quang Văn Phóng, bản Xuân Tre 1 chia sẻ, mở rộng đường giao thông là việc cần thiết, không chỉ thuận lợi cho người dân khi di chuyển qua lại khu sản xuất mà còn giúp địa phương phát triển hơn. Do vậy, sau khi được vận động, gia đình tôi đã hiến đất đúng theo diện tích mà cơ quan chức năng cần. Không lâu nữa, con đường sẽ được mở, tôi và các hộ dân trong bản rất vui. Với sự hỗ trợ, đồng thuận của nhân dân, cuối năm 2019, xã Búng Lao đã cán đích nông thôn mới. Riêng với tiêu chí về giao thông, đến nay tỷ lệ đường trục thôn, bản và đường liên thôn bản được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 100%. Thời gian qua, xã Ảng Cang đã huy động hiệu quả sức dân trong quá trình làm đường giao thông nông thôn. Chỉ vài năm trước, trên địa bàn xã, nhiều tuyến đường trục bản, đường nội đồng và đường đất vào mùa mưa lầy lội. Mùa nắng thì bụi bẩn, nhân dân rất khổ. Để khắc phục tình trạng đó, cùng với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, xã đã tuyên truyền vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, từng bước cứng hóa đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỷ lệ đường trục thôn bản và đường liên thôn bản trên địa bàn xã Ảng Cang cũng đã được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 100%. Hiện xã đang tiếp tục tranh thủ sự đầu tư của nhà nước, đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia hoạt động nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Điển hình như trung tuần tháng 10 vừa qua, sau khi được cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương vận động người dân bản Hón Sáng hiến một phần đất ruộng để làm đường nội đồng, nâng cấp kênh mương, hơn 30 hộ có diện tích ruộng liên quan đã tự nguyện hiến, đồng thời trực tiếp tham gia đào đất, chung tay xây dựng tuyến đường nội đồng ở bản với chiều dài gần 1 km. Có thể nói, với sự nỗ lực trong công tác vận động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, xã hội các cấp, sự đồng thuận của nhân dân,
Những năm qua, vai trò của nhân dân trong việc tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn được phát huy, hàng chục nghìn ngày công lao động, hàng nghìn mét vuông đất được nhân dân đóng góp, đã góp phần làm diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Mường Ảng đẹp hơn. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay 9 xã thuộc huyện đã có đường ô tô về trung tâm xã đi lại thuận tiện cả hai mùa. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa và bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm là trên 100 km. Hệ thống đường trục bản, liên bản từng bước được cứng hóa, hệ thống đường ngõ xóm dần hoàn thiện, hệ thống đường giao thông nội đồng được đầu tư mở rộng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, vận chuyển nông sản của nhân dân. Và đến đây, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình xin phép được khép lại. Chương trình được thực hiện bởi các phóng viên Nguyễn Hoàn, Anh Luân, Nguyễn Hưởng với sự tham gia của phát thanh viên Khánh Hòa. Chịu trách nhiệm nội dung, Giám đốc Phạm Văn Quyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.